Hello, xin chào anh em. Chuyến anh em đây là hai con xe huyền thoại của nhà Honda. Đây là hai em Honda CB400 Super 4 Revo. Một em là xe mới nha mọi người. Em xe màu đen bên tay phải là xe mới đời 2021. Và em này cũng là một trong số những em còn sót lại cuối cùng của đời 2021 ha. Và em bên tay trái là em xe lướt, xe cũ. Thì em này là phiên bản kỷ niệm đặc biệt 25 năm nha mọi người. Và em xe này thì nó là đời 2019. Đấy, xe đời 2019. Và phiên bản kỷ niệm 25 năm và với cái màu ba màu này hay còn gọi là tricolor. Đấy, thì với cái phiên bản ba màu này thì cái em xe này nó là thuộc dạng mắc nhất nha. Phiên bản nó thuộc mắc nhất và nó cũng là đẹp nhất luôn. Cùng với người anh em là màu trắng xanh đỏ. Đấy, còn với em màu đỏ trắng đen thì cái màu nó khá là nổi bật. Đó, và với dòng CB400 thì cái phiên bản 3 màu kỷ niệm 25 năm thì nó khá là đắt tiền. Đó, thì hiện tại thì những em xe cũ, xe mới này thì giá thành cũng khá là cao nha mọi người. Giá hiện tại thì nó cũng đã trên 500 triệu để mà lăn bánh một em xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Như em xe màu đen á thì giá thành của nó cũng trên 500 triệu rồi. Đó. Và hiện tại thì mẫu CB400 mới đập thùng thì nó cũng không còn hàng nữa nha. Hiện tại là do nước ngoài họ không có lắp ráp nhiều nữa và cũng số lượng cũng rất là ít ỏi cho nên cũng không có xe. Không có xe để đưa về phục vụ anh em. Đó. Và bên mình thì vẫn còn có xe cũ, xe lướt để mà phục vụ anh em nè. Rồi những em đời từ 2018 trở lên là nó sử dụng đèn bi cầu. Đó, đèn full LED nha mọi người. Chỉ có đèn xi nhan thì nó vẫn là bóng halogen. Đó, xi nhan trước sau thì nó vẫn là bóng halogen. Xe thì trang bị ABS. Và dòng xe này thì anh em cũng biết rồi. Nó là thuộc dạng nội đồng cối đá. Và nó có sử dụng công nghệ VTEC giống như là các dòng xe ô tô của Honda. Đấy, VTEC nếu mà ở cái ngưỡng tua cao thì nó sẽ mở VTEC ha. Nó sẽ mở cái bướm ga, nó sẽ mở van lớn hơn để gió và nhiên liệu nó vào nhiều hơn để cho nó mạnh hơn ha. Rồi cái âm thanh động cơ nó cũng gầm rú hơn. Rồi và cả hai em CB400 này thì đều nhập hải quan chính ngạch, nhập xe nhập mới. Và nó được sản xuất tại Nhật Bản ha. Và được nhập về từ Nhật Bản. Và thuế xuất khi mà xe nhập về từ Nhật Bản thì giá thành nó cũng khá là cao. Cũng giống như là những chiếc xe nhập Mỹ hay là nhập châu Âu thì nó sẽ giá thành rất là cao. Nó khác với những cái xe Honda nhập Thái Lan. Nhập Thái Lan thì nó được ưu đãi thuế má này kia. Đó, thì đối với những dòng xe chính hãng thì nó mới giá rẻ thôi. Còn với những dòng xe mà chất lượng rồi huyền thoại nội đồng cối đá thì nó chỉ có nhập từ Nhật hoặc là từ châu Âu và Mỹ là chủ yếu. Đó, và mấy em xe này thì nó là xe zin, xe nguyên bản, không có đâm đụng tai nạn gì hết, rất là đẹp. Và phiên bản kỷ niệm 25 năm thì nó có cái màu tem rất là đặc biệt ha. Và ở đời 2021 thì nó vẫn còn cái màu tem này. Tuy nhiên là nó không phải bản kỷ niệm 25 năm nữa. Đó. Và những chiếc xe mà phiên bản màu trắng đỏ đen xe mới này thì nó cũng gần 550 triệu nha mọi người. Và hiện tại thì em xe này là mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đó, chứng giấy sang tên một nốt nhạc cho anh em. Và anh em có thể thấy là cái bình xăng của nó rất là đẹp. Cái màu trắng đỏ đen và đặc biệt là cái màu đỏ thì nó rất là đẹp ha, rất là tươi. Đó, và cái em CB400 này nếu mà những người yêu thích xe thì cũng đều biết nó ra mắt lần đầu vào năm 1992. Đấy, ở dự án là Project Big One. Đó, những con xe CB400 thì nó có người anh em là CB1003 nữa. Hiện tại thì em này đã đi được khoảng 8.800 cây rồi nha mọi người. Và cái âm thanh động cơ của nó thì nghe rất là hay. Để mình nổ máy luôn cho mọi người nghe.
có âm thanh động cơ của nó gầm rú nghe rất là hay, cũng như là khi mình đậu xe lâu với lại mới nổ máy thì nó sẽ lên 2.000 tua, sau khi mà bơm nhớt đều rồi nó sẽ xuống lại 1.500 ha, xuống lại 1.500 thì xe chạy rất là mượt đó. Và xe thì máy móc nguyên zin, lớp zin xe theo xe luôn, lớp zin theo xe, nhông sơn dĩa cũng zin theo xe đó. Và phục sau của nó là phục đôi, phục sau phục đôi và có bình dầu trợ lực. Phục này là của Showa đấy. Và chiều cao yên của em nó thì cũng rất là khiêm tốn, nó khoảng 755 mm, cho nên những anh em khoảng 1m6 là có thể sử dụng được luôn nha. 1m6 là anh em đã có thể sử dụng được em này vô tư. Yên khá là thấp. Em xe này thì biển số Sài Gòn, biển số cũng tương đối đẹp, nó là 9 nút nha mọi người. Đèn hậu ở phía sau thì nó full led rồi, và cái kiểu của nó là kiểu dảnh dảnh giống như là cái đít vịt đó, nhìn rất là đặc trưng của CB400 đấy. Còn em xe màu đen này thì là em xe mới ha, nó cũng còn siêu, còn ni lông đồ các kiểu đó. Nhập ở bên đó về họ cũng quấn băng keo đồ này kia đầy đủ á. Đấy. Và cái đời từ 2018 trở lên thì cái miệng bô nó nghe, cái âm thanh bô của nó nghe rất là uy lực ha. Đó, nghe cũng rất là hay. Nếu mà anh em không thích ồn ào thì anh em để bô zin đi, nó nghe nó cũng rất là hay. Bởi vì cái âm thanh lúc nãy mình nẹt bô cho anh em xem á thì nghe nó cũng khá là chắc tiếng. Đó, còn ở những đời trước thì cái miệng bô nó nhỏ hơn thì nghe cái tiếng nó hú, nghe ríu ríu. Đấy. Em xe màu đen này thì cũng khá là đẹp, khá là ngầu. Nếu mà anh em thích mạnh mẽ nam tính đó, thì chơi màu đen cool ngầu luôn. Đó, cái phần máy của nó là máy đen. Và cái máy này thì nó cũng đen, sơn đen từ cái đời 2011 trở lên. Đó, còn 2008 tới 2010 thì cái máy nó máy bạc ha, nó phân biệt ở chỗ đó, ở cái đời đó. Còn các dòng xe từ 2008 trở lên thì nó là VTEC Revo hết rồi, nó là Revo. Với cái bình xăng sơn màu đen của em xe mới này thì nhìn màu đen nó thon gọn, nhìn nó nuột nà hơn tí xíu đó. Và đây là cái tem, thì cái tem cũng là xe của Nhật cho nên chữ của nó là chữ Nhật nha mọi người. Đó, và tem trên bình xăng của nó là tem nổi. Đây, nó là tem nổi. Còn với cái bình xăng ba màu này á, thì cái tem của nó là tem dạng như tem dán. Đó, nó không phải tem nổi như là cái xe màu đen. Và các chi tiết thì nó cũng giống nhau thôi, nó khác cái màu. Đó, và cái khác cái màu và cái đời xe, cái năm sản xuất. Đó. Và với cái đời 221 thì nó không còn cái tem kỷ niệm 25 năm nữa. Thấy không? Anh em thấy không? Cái tem nó không có nữa. Nó khác với kia tí xíu. Còn về động cơ rồi sức mạnh động cơ thì nó cũng ngang nhau thôi. Tại vì xe họ sản xuất trong cái năm đó họ kỷ niệm ra thì nó có thêm cái tem đó. Chứ còn ngoài ra thì cái xe nó cũng không có gì khác biệt lắm. Đó. Nó chỉ vậy thôi, nó vẫn là CB400. Rồi anh em nào kết em xe CB400 á, thì anh em có thể liên hệ với mình ha. Nếu mà anh em thích xe cũ, xe ba màu á, phiên bản kỷ niệm 25 năm thì cũng có thể liên hệ với mình. Còn anh em nào thích xe mới, xe khui thùng á, thì anh em có thể liên hệ với mình luôn. Đó, xe màu đen. Và những con xe này thì xe màu đen mới này á, thì nó là những con xe cuối cùng rồi. Xe mới trên thị trường cuối cùng rồi. Xin cảm ơn em đã xem hết clip này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.